Huấn luyện viên người Hàn Park Hang-seo luôn là cái tên được người hâm mộ dành rất nhiều tình cảm, cũng như sự quan tâm vì những đóng góp của ông cho nền bóng đá Việt Nam. Tuy nhiên, ông lại đang vướng vào những rắc rối từ chính học viện bóng đá của mình. Huấn luyện viên Park Hang-seo vướng vào rắc rối. Thông báo của PHS cho biết hiện nay đang xuất hiện một vài fanpage giả mạo Học viện bóng đá quốc tế Park Hang-seo, đề nghị phía phụ huynh và học viên, người hâm mộ vô cùng cảnh giác trước các fanpage giả mạo này. Các fanpage được lập ra sẽ lợi dụng tên tuổi của học viện lẫn huấn luyện viên Park Hang-seo để thực hiện các hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản, chiếm đoạt thông tin cá nhân người dùng. Hiện nay, học viện chỉ có một fanpage duy nhất là Học viện bóng đá quốc tế Park Hang-seo đã được dẫn link từ trang cá nhân của huấn luyện viên Park Hang-seo. Học viện không chịu trách nhiệm trước bất kỳ hành vi lừa đảo nào được các trang giả mạo kia thực hiện. Một lần nữa, rất mong quý vị phụ huynh, học viên, người hâm mộ vô cùng cảnh giác trước các fanpage giả mạo này.